Giới thiệu với bà con, đây là cái túi khí đã dùng được một năm. Đây là thu về lại, chuẩn bị đi đóng lại năm thứ hai. Tỷ lệ hao hụt gần như không có. Vườn của mình là 3.000 cây. Chỉ bị cành rơi thì nó thủng túi khoảng độ 2-3 cái túi. Với gãy nắp chọc thì khoảng độ chưa tới 10 cái. Nắp chọc bị gãy đâu là do bị cành rớt với là cây gãy. Cả vườn nó gãy từng này. Bạch ạ. Đây là cái túi khí đã dùng một năm, giờ đóng lại năm thứ hai. Năm thứ hai mình đã khoan được cả 2 mũi. Đây, năm vừa rồi mình khoan bên này. Đó, túi vẫn tốt, nắp chọc vẫn tốt, van vẫn tốt, vẫn sử dụng đang bình thường, gần như mới, chưa có vấn đề gì gọi là hư hỏng. Tỷ lệ hao hụt cũng rất ít, khoảng chưa được 1/1000. Van vẫn tốt, túi vẫn